chứ. Cũng như hôm nọ kể cái vụ mà con Dung đó, cái mộ con Dung đó, đêm đi về rồi mẹ nó cứ chán vàng trước á, tôi dám vô cái mã nó tôi xin rút lửa tôi hút thuốc tôi đi tiếp. Rồi mà thấy cứ con chó cứ đi trước vậy đó, nó đe cứ đi trước em mình đi tới nó mất. À, mà bao lâu à, cách mấy năm? Lâu rồi. Hồi xưa mới giải phóng á. Mới giải phóng. Trước vô này lâu chứ vậy? Vô lâu rồi mà. Thành lập ở trong này luôn rồi mà. Linh lắm. Hồi xưa là ai đi ngang đó là ví dụ hồi xưa là người ta chạy chích lô đó. Cái họ đi ngang cái leo lên đi à. Đi rồi trở về tới nhà luôn. Cũng trở về tới nhà đàng hoàng nhưng mà về ông bà già trả tiền. Nó bước vô cửa là mất. Hồi đó là tôi đi à, tôi cũng bảo gan tôi đi thử coi làm sao á. Đi mà thiệt. Mà có con chó cứ đi trước vậy đó. Cái từ nay thầu nghề dùng để cho anh vô anh đốt cái thuốc con nốt con đi nghe. Thì thôi đi một đoạn cái này lại thấy con chó đi trước. Ghê chứ, chạy thẳng luôn phải không ta? Chạy trái á chú. Chạy trái thì đi đâu. Mà hầu chưa giờ là ai cũng thấy hết trơn á, ai cũng có hết trơn là đường Tân Thành, đường Tân Thành chứ Âu Cơ đi qua đó, điểm bích đi qua Âu Cơ đó. Chuyện kể là thằng mà trời trồng á là hồi đó là bà già nó vô tịch đập chết con gà thôi, giác dao nó dí mẹ nó rồi mà chạy ra cánh đồng mà trời đánh trời trồng luôn. Cũng nghe người ta kể lại thời gian đó, cái cầm gì, cái gì á, thì ta đấu từng thầy bói, nhưng mà
mà cái mấy cái chuyện trước khi mà vậy thấy đúng hết trơn á, thì nó mới sợ. Thế ổng đi đâu cũng đem ra đó trời đánh đánh cửa ăn á, cái đi đâu cũng đem cơm, đi làm đem cơm, đi đâu cũng đem cơm, mưa là ổng ăn được cũng ăn được cũng ăn, nhập nhập mưa về ăn để tao cho làm không sao. Đến ngày đó đó chú, đem cơm ăn nhập về tới giờ tới cửa chú mà trời mưa đó, đó cơm rồi đánh cái rớt nè. Về theo đường này luôn chứ. Thank you.
xe bùng binh chứ. Không, không, để trái qua luôn. Đó, mình để đỏ. Để đỏ rồi. Không, không, để đỏ là người đi thẳng hết. Bình nữa ạ.
ăn khuya lắm. Clip tới đây mình xin kết thúc cho cả nhà. Cảm ơn cả nhà.